Chào mừng các em học sinh đến với bài giảng môn đạo đức lớp 2. Bài giảng do tập thể giáo viên khối 2 trường tiểu học Lương Định Của thực hiện. Hôm nay chúng ta cùng đến với chủ đề kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè qua bài 5 kính trọng thầy giáo, cô giáo tiết 1. Qua bài học ngày hôm nay, thầy hy vọng các em sẽ đạt được các mục tiêu như sau. Nêu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. Thực hiện được những việc làm cụ thể để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. Nào, chúng ta cùng nhau đến với phần khởi động bằng một bài hát về thầy cô thật dễ thương các em nhé. Các em vừa nghe bài hát Thầy cô cho em mùa xuân. Vậy,
Kem cảm nhận gì về bài hát? Bài hát khuyên chúng ta điều gì? Kem hãy chia sẻ cho thầy và các bạn cùng nghe nhé. À, có bạn đã chia sẻ với thầy rằng bài hát với giai điệu nhẹ nhàng nhưng bộc lộ được tình cảm cùng với những câu ơn to lớn mà thầy cô dành cho học sinh của mình. Bài hát cũng khuyên chúng ta luôn nhớ đến câu ơn thầy cô, yêu quý, kính trọng thầy giáo, cô giáo. Đó cũng là nội dung của bài học ngày hôm nay. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động kiến tạo tri thức mới nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với hoạt động 1. Ở hoạt động này, các em hãy quan sát 4 bức tranh trên màn hình và cho thầy biết thầy giáo, cô giáo trong tranh đang làm gì? Việc làm đó thể hiện điều gì? Ở bức tranh thứ nhất, các em hãy cho thầy biết cô giáo đang làm gì? À, quan sát tranh các em thấy, trong giờ đạo đức, cô giáo đang dạy các em học sinh những bài học hay, những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống. Nhờ thầy cô mà chúng ta biết thêm được nhiều kiến thức mới đó các em. Ở bức tranh thứ hai, các em thấy cô đang làm gì nào? À, quan sát tranh các em thấy, trong giờ các em học sinh ngủ trưa ở lớp học bán trú, cô giáo nhẹ nhàng đắp tranh cho học sinh khi các em đang ngủ. Tình cảm của cô dành cho các em thật đáng quý phải không nào? Quan sát bức tranh thứ ba, các em thấy tranh vẽ gì? Đúng rồi, tranh vẽ thầy giáo cùng học sinh chăm sóc vườn rau và hướng dẫn học sinh cách tưới rau. Các em biết không, ngoài những bài giảng trên lớp, thầy cô còn cùng các em tham gia những hoạt động ngoại khóa thật vui tươi và bổ ích. Quan sát bức tranh thứ tư, các em thấy gì nào? Ở bức tranh này các em thấy, thầy giáo đến nhà thăm học sinh để hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình học sinh. Các em biết không, thầy cô luôn yêu thương học sinh của mình. Tình cảm thầy cô dành cho học sinh là sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ, lo lắng, giúp đỡ. Thường thể hiện qua những việc làm nhỏ, quen thuộc nên đôi khi học sinh không nhận ra được. Bây giờ, chúng ta cùng nhau đến với hoạt động 2 nhé. Ở hoạt động này, các em hãy cho thầy biết bạn nào trong tranh đã thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. Ở bức tranh thứ nhất, chúng ta thấy khi đến trường gặp thầy cô, bạn gái lễ phép chào thầy cô. Như vậy, bạn đã thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. Các em cũng lễ phép giống bạn phải không nào? Ở bức tranh thứ hai, khi thầy giáo đang say sưa giảng bài, thì hai bạn mải mê trò chuyện không chú ý nghe thầy giảng. Như vậy là bạn chưa biết kính trọng thầy. Chúng ta sẽ không đồng tình với hai bạn nhé. Trong giờ học, các em cần chú ý nghe thầy cô giảng bài. Quan sát bức tranh thứ ba, các em thấy cô giáo bị ốm nên thầy giáo đến lớp dạy thay cô. Các bạn học sinh lo lắng không biết cô ốm như thế nào. Thầy tin rằng cô sẽ rất vui và nhanh chóng khỏi bệnh khi biết các em học sinh lo lắng cho mình. Đó cũng là một cách để các em thể hiện sự quan tâm, kính trọng thầy cô giáo đấy. Ở bức tranh thứ tư này, bạn gái đã tự tay vẽ tranh để tặng cô giáo. Điều đó thể hiện tấm lòng biết ơn của bạn dành cho cô. Bạn thật đáng yêu phải không các em? Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với hoạt động 3 nhé. Em hãy nêu thêm những việc cần làm, thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.
thầy có gợi ý như sau. Các em có thể giúp đỡ thầy cô những việc vừa sức mình, như giúp cô mang tập vào lớp, quan tâm, hỏi thăm cô khi thấy cô bị ốm. Và điều mà thầy tin rằng các thầy cô đều mong muốn, đó chính là các em luôn chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài. Các em hãy luôn nhớ rằng, thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo không phải qua những bông hoa, quà hay lời chúc mừng trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, mà quan trọng chính là qua những lời nói, hành động hàng ngày các em nhé. Chúng ta vừa thực hiện xong tiết học ngày hôm nay. Bây giờ các em hãy tự đánh giá những gì em đã học và làm được qua tiết học này nhé. Thầy có 3 mức độ đánh giá đó là tốt, đạt và cần cố gắng. Thầy có các nội dung như sau. Nội dung thứ nhất, nêu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. Nội dung thứ hai, thực hiện được những việc làm cụ thể để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. Dựa vào 2 nội dung trên, các em hãy tự đánh giá xem mình đạt được ở mức độ nào nhé. Chúng ta vừa thực hiện xong tiết học ngày hôm nay. Thầy chúc các em luôn chăm ngoan và học giỏi. Thầy chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nhé.